Thưa quý vị, mới đây đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội phường Nguyễn Cư Trinh quận Nhất lý giải về vụ việc lực lượng chức năng đột xuất kiểm tra độ tuổi của khán giả khi xem phim Mai tại rạp chiếu phim trên đường Nguyễn Trãi quận Nhất thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân phường Nguyễn Cư Trinh quận 1 cho biết, theo phản ánh từ báo chí và dư luận xã hội về việc trẻ em dưới 18 tuổi vào rạp xem phim Mai, bộ phim dành cho khán giả trên 18 tuổi, đoàn công tác đã thực hiện kiểm tra những người nghi vấn dưới 18 tuổi, yêu cầu xuất trình căn cứ công dân, không kiểm tra toàn bộ khách trong rạp. Kết quả sau khi kiểm tra, lực lượng chức năng không phát hiện vi phạm nào. Về vấn đề này, hệ thống rạp chiếu phim CineStar cũng cho biết đây là quy trình kiểm tra thông thường, có thể xảy ra ở bất cứ cụm rạp nào trên cả nước. Thưa quý vị, trưa ngày 28 tháng 2 trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã xảy ra một vụ hỏa hoạn lớn, kèm theo nhiều tiếng nổ tại một cơ sở sửa chữa mua bán ô tô lớn nhất thành phố Cần Thơ. Cụ thể, khoảng 10 giờ 15 phút, nhiều người nghe tiếng nổ lớn xảy ra tại cơ sở sửa chữa mua bán phụ tùng ô tô Kim Thu. Sau đó, khói đen bốc lên cao hàng chục mét, kèm theo lửa lớn. Ngay sau khi nhận tin từ người dân, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, công an thành phố Cần Thơ đã nhanh chóng huy động khoảng 100 chiến sĩ cùng 4 xe chữa cháy đến hiện trường. Thông tin ban đầu từ cơ sở này, có thể ngọn lửa phát cháy và tiếng nổ bắt nguồn từ phòng sơn tĩnh điện. Đến 11 giờ 40 phút cùng ngày, ngọn lửa đã được khống chế. Nguyên nhân và thiệt hại đang được cơ quan chức năng làm rõ. Thưa quý vị, trước đó vào khuya ngày 27 tháng 2, hai căn nhà chuyên bán đồ gỗ mỹ nghệ trên đường Cộng Hòa, gần vòng xoay Lăng Cha Cả, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, bất ngờ cháy lớn, gây khói mù mịt cả khu dân cư và giao thông ùn ứ kéo dài. Nhận tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Tân Bình đã điều phương tiện cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường phá cửa cuốn, dập lửa bên trong. Đám cháy tỏa khói bao trùm cả khu vực khiến người dân hốt hoảng. Cúp điện, chuẩn bị ngủ cái cúp điện cái là mình chạy ra. À, đúng rồi. Thấy ra thấy khói lên nhiều lắm. Rồi chị mới biết là cháy. Sau gần 1 giờ, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Các tuyến đường xung quanh khu vực như đường Cộng Hòa, Hoàng Văn Thụ, Trần Quốc Hoàng ùn tắc nghiêm trọng. Hỏa hoạn không gây thương vong, song đã thiêu rụi nhiều tài sản đồ đạc. Một cụ già hơn 100 tuổi sống trên lầu gần căn nhà cháy bị ngạt khói, được cứu hộ đưa đi bệnh viện. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ. Thưa quý vị, trong vòng 10 ngày qua, vùng Ngọt Hóa tỉnh Cà Mau đã có thêm gần 300 vị trí sụt lún và sạt lở đất. Tính đến nay thì đã có gần 400 điểm sụt lún và sạt lở do khô hạn, gây thiệt hại 117 tuyến đường giao thông nông thôn, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Trần Văn Thời, từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn huyện xảy ra gần 400 vụ sụt lún và sạt lở đất, làm hư hỏng 117 tuyến đường giao thông nông thôn với chiều dài hơn 10 km, ước thiệt hại hơn 13 tỷ đồng. Nguyên nhân là do mùa mưa kết thúc sớm, hạn hán gay gắt làm cho lượng nước rút nhanh. Ngoài ra, người dân tranh thủ bơm trữ nước vào đồng ruộng để đảm bảo cho sản xuất, làm cho các kênh rạch khô cạn. Tình trạng trên gây ra sự chênh lệch về độ cao giữa mặt đường ven sông và mực nước bên dưới, gây nên tình trạng sụt lún và sạt lở đất. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, từ nay đến tháng 6 khả năng hạn hán sẽ gay gắt, thiếu nước tiếp tục diễn ra trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Gabes Sài Gòn, một công ty may mặc ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ chuyển nhượng hai mảnh đất rộng hàng chục ngàn mét vuông và tài sản gắn liền. Việc liên tiếp rao bán tài sản diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, không có đơn hàng kéo dài. Theo đó, công ty dự kiến chuyển nhượng hai thửa đất, một thửa rộng hơn 50.000 m2 tại xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Gabes Sài Gòn. Thửa còn lại rộng 26.000 m2 tại cụm công nghiệp Hà Lam, Chợ Được, xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Trước đó, công ty cũng đã thanh lý nhiều tài sản khác như ô tô con, xe tải, máy móc, thiết bị sản xuất. Từ chỗ là công ty may mặc có tiếng gần 4.000 người, nay chỉ còn vài chục nhân sự. Báo cáo tài chính năm 2023 cho thấy Gabes Sài Gòn đạt doanh thu vỏn vẹn 8,2 tỷ đồng, giảm rất mạnh so với mức hơn 290 tỷ đồng của năm trước. Ngay bây giờ thì chúng tôi sẽ chuyển đến một thông tin khác. Thưa quý vị, dự án xây dựng mở rộng quốc lộ 50 qua địa bàn huyện Bình Chánh là dự án giao thông trọng điểm của thành phố Hồ Chí Minh, kết nối từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long An. Hơn một năm thi công, đoạn đường song hành quốc lộ 50 đã dần thành hình. Thưa quý vị, hiện tại tôi đang có mặt trên công trường của dự án mở rộng đường song hành quốc lộ 50 thuộc địa bàn huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, hiện đã đạt được khoảng hơn 50% tiến độ. Và dự kiến là tuyến đường này sẽ được mở rộng lên 34 mét với 6 làn xe chạy.
Toàn bộ dự án có tổng chiều dài khoảng 6,92 km, gồm đoạn song song với quốc lộ 50 hiện hữu dài khoảng 4,3 km, đoạn 2,56 km đường quốc lộ 50 hiện hữu. Trên công trường, các kỹ sư, công nhân đang hối hả thi công, đua tiến độ từng ngày. Một số đoạn là đã thảm nhựa và hiện tại thì còn đoạn này thì mình đang lên đá đặng hoàn thành. Hạng mục xử lý nền thì mình cũng còn một phần nhỏ tầm khoảng 10% thôi, nhưng mà cũng đang triển khai chắc gấp rút. Tầm tháng sau là mình sẽ hoàn thành phần xử lý nền, phần cọc xi măng đất. Bên đơn vị thi công thì cũng mong sớm nhận được mặt bằng hoàn thiện để đẩy nhanh tiến độ, để sớm hoàn thành công trình, để đưa công trình vào khai thác. Theo chủ đầu tư, việc triển khai dự án diễn ra thuận lợi, chỉ gặp một số khó khăn do vướng mặt bằng. Đến nay đã có 544 trên 594 hộ dân, doanh nghiệp chấp thuận giao đất. Việc khẩn trương hoàn thành dự án sẽ giúp kéo giảm kẹt xe trên tuyến quốc lộ 50 hiện hữu. Thưa quý vị, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố thông tin liên quan đến chương trình thu hút, giữ chân và phát triển 350 nhà khoa học trẻ xuất sắc, nhà khoa học đầu ngành công tác tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, còn gọi là chương trình VNU 350. Theo đó, trong năm 2024, đơn vị này sẽ tuyển dụng 65 nhà khoa học làm việc tại các đơn vị thành viên và trực thuộc. Trường Đại học Công nghệ Thông tin là đơn vị tuyển nhiều nhất với 13 chỉ tiêu. Để tham gia ứng tuyển chương trình VNU 350, các ứng viên cần phải có trình độ tiến sĩ, có khả năng giảng dạy, nghiên cứu độc lập. Ngoài ra còn có 4 tiêu chí riêng cho nhóm nhà khoa học trẻ và 5 tiêu chí của nhà khoa học đầu ngành. Các nhà khoa học trẻ xuất sắc, nhà khoa học đầu ngành tham gia chương trình VNU 350 sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ từ Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và chính sách hỗ trợ cụ thể của từng đơn vị tuyển dụng. Chuyển sang một thông tin khác. Thưa quý vị, ranh nước mặn 4% từ phía biển đã lấn vào cửa sông vùng hạ lưu các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long từ 25 cho đến 40 km. Đây là đợt mặn cao nhất từ đầu mùa. Trong bối cảnh El Nino đang quay lại, các nhà khoa học cảnh báo về kịch bản mùa khô hạn, xâm nhập mặn khốc liệt như năm 2016 sẽ tái diễn. Các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long đang khẩn trương triển khai các giải pháp để thích ứng với hạn mặn, ghi nhận tại tỉnh Bến Tre. Dù đã gần 8 năm sau đợt mùa khô hạn, thế nhưng ông Mẫn vẫn nhớ như in cái thảm cảnh khốc liệt khi toàn bộ vườn sầu riêng nhà ông và các vườn lân cận đều bị hư hại do khô hạn và xâm nhập mặn năm 2016. Thế nên giờ đây cứ mỗi khi thấy gió lên hay nghe thông tin nước bị mặn, thì những người làm sầu riêng như ông đều phải dùng máy thử nước trước khi tưới cho cây. Cái đó bị cái năm 2016 mình không biết, bị nước mặn nó chết, cho đó mới trồng lại, năm nay mới có phát triển. Bây giờ thì đây thì có cái mà ai giờ cũng có tưới thì hồi nào cũng thử nước hết đó. Hồi đó không biết mình tưới đại lên thí rồi bên đó mà tới chừng mà hai rồi nó bị nước mặn. Còn bây giờ thì cứ thấy có gió là bắt đầu tưới là thử nước hết rồi. Chỉ riêng Bến Tre, địa phương có hệ thống sông ngòi chằng chịt với 4 cửa sông lớn. Thế nên mỗi khi triều cường và xâm nhập mặn đến là dễ bị ảnh hưởng về nông nghiệp. Trong những năm gần đây, tỉnh luôn chú trọng xây dựng hệ thống cống ngăn mặn trữ ngọt. Một số khu vực chưa đảm bảo nguồn kinh phí cũng được người dân chung sức thực hiện. Đối với địa phương thì nói chung là chúng tôi được nhà nước và nhân dân cùng làm. Thì đối với cái đập chợ Anh Trung này được đầu tư vào năm 2021 thì tổng số vốn đầu tư là 450 triệu đồng. Thì trong đó được huyện hỗ trợ là 280 triệu đồng. Phần còn lại là nhân dân đóng góp. Chúng tôi là chủ động được nguồn nước là thông báo kịp thời đến cho các tổ đóng đẩy cống trên địa bàn xã. Nói chung là kịp thời ngăn mặn để trữ ngọt để phục vụ sản xuất. Hiện nay thì còn có một cái số cống lớn và một cái hệ thống mà đê bao cục bộ thì cũng chưa được đầu tư. Thành ra cái này về lâu về dài thì đối với tỉnh thì cần phải có một số cái đầu tư cái hệ thống công trình thủy lợi tiếp tục nữa để gọi là mình gọi là tương đối là hoàn chỉnh á, để nó khép kín lại, khép kín toàn bộ này để chúng ta kiểm soát được cái nguồn nước. Hiện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang khẩn trương điều chỉnh cơ chế hoạt động của các công trình thủy lợi tại đồng bằng sông Cửu Long, từ ngăn mặn trữ ngọt để sản xuất lúa sang điều tiết mặn ngọt. Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, do ảnh hưởng của El Nino, lượng mưa thiếu hụt ở hầu hết các nơi trên khu vực Nam Bộ cũng như khu vực Trung và hạ lưu sông Mekong. Đồng thời, mức độ sử dụng nước trên khu vực thượng nguồn cũng gia tăng, nên khả năng thiếu hụt nguồn nước ngọt trong mùa khô năm 2024 ở đồng bằng sông Cửu Long là rất lớn.